xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Hữu Phúc, hiện nay là trưởng khoa điện tử. Về ngành điện tử thì có thể nói rằng đó là một trong những cái ngành đóng vai trò hết sức là to lớn và đóng góp rất là quan trọng trong cái sự nghiệp hiện đại hóa và công nghiệp hóa của nước nhà. Khó có thể nói rằng là một cái quốc gia muốn phát triển nếu như là không có cái sự đóng góp của ngành điện tử. Để nói rằng là ngành điện tử thì cái phạm vi hoạt động nó rất là rộng. Tuy nhiên có thể nói rằng là trong đó nó gồm có những cái chuyên ngành sau mà chúng tôi đang là phụ trách. Thì thứ nhất nó là về điện tử, kế đến là viễn thông và kế đến là tự động. Và kế đến nữa tức là vấn đề về điện năng. Có thể nói rằng là những cái chuyên ngành này thì đều đóng một cái vai trò rất là to lớn trong cái sự nghiệp phát triển, đặc biệt là về công nghiệp của nước nhà. Khó lòng có thể tưởng tượng được một cái nền công nghiệp phát triển mà lại không có sự có mặt của vấn đề năng lượng điện, cũng như là những cái vấn đề tự động hóa ở trong các cái nhà máy xí nghiệp, cũng như là các cái con chip và các cái vấn đề về vi điện tử mà có thể là góp mặt trong mọi ngõ ngách, mọi cái trang thiết bị và mọi cái kỹ thuật trong cái thời đại mới, cũng như là không có sự góp mặt của cái lĩnh vực về viễn thông, tức là những cái vấn đề về giao tiếp và truyền thông từ xa và chuyển số liệu. Thì rõ ràng rằng là những cái chuyên ngành của ngành điện tử thì sẽ đóng góp một cái vai trò rất là to lớn trong cái sự phát triển của đất nước chúng ta.